VKI. Đối với những người sở hữu chủng vân tay VKI là mình phải nghĩ đến một điều nè, để phát huy được khả năng của họ là mình phải cho họ làm những cái công việc mà nó có cái sự tổ chức. Tổ chức có nghĩa là phải là cái công việc mà dùng từ sao ta, à ví dụ như là chi tiết, có nghĩa là họ rất là chi tiết và cẩn trọng và sắp xếp bố cục rất là hợp lý. Những công việc như là phân bố từ gọi là tổ chức sự kiện nè, hoặc là làm quản kho nè, làm thủ kho nè, làm tất cả những cái mà liên quan tới quản lý đó. Bởi vì những người này họ rất là kỹ tính và họ rất là thích làm những công việc chi tiết. Ví dụ như với họ là họ làm mà report một cái là họ sẽ là báo cáo cho sếp là 1, 2, 3, rồi trong một đó sếp có thể sẽ hỏi cái gì và họ sẽ trả lời, rồi sếp hỏi cái gì nữa họ trả lời đó. Và vì VKI là sao ạ? VKI là người có thể nhìn thấy hai mặt của vấn đề, bởi vì có hai cái vòng vòng lại đúng không ạ? Nhìn thấy được hai mặt của vấn đề, nhìn thấy được nhiều mặt của vấn đề, nhưng mà nó vẫn chung một cái tiêu chí nhất định. Cho nên những người VKI nếu phát huy được khả năng của họ thì họ phải làm ở một cái công việc mà kiểu như là hòa giải, làm cái công việc mà hòa giải, tư vấn cho người này người kia, đứng ở chính giữa kiểu như vậy. Cho nên là những cái công việc đó sẽ phát huy được khả năng của VKI. Và lập kế hoạch đó, lập kế hoạch là VKI lập kế hoạch siêu giỏi. Tại vì họ sao ạ? Tại vì VKI là người nào hơn VKE ở chỗ gì nè, là VKI họ không có nhìn một mặt tiêu cực mà họ nhìn cả hai mặt tích cực và tiêu cực, nhưng họ vẫn lo lắng. Có nghĩa là họ nhìn thấy mặt tích cực, họ nhìn thấy mặt tiêu cực nhưng họ vẫn lo lắng. Tại vì họ có của VKD mà họ có của VKE nữa mà. Rồi, cái thứ hai nữa là họ có giải pháp. Họ có hai giải hơn nhiều hơn hai giải pháp. Nhưng mà hai giải pháp nó lại cuộn tròn ở trong của cái sự lo lắng của VKE. Cho nên thành ra họ không biết phải làm bên nào. Rồi họ lại bị rối trong chính những giải pháp của họ. Đó. Là họ bị như vậy, cho nên họ không phát huy được khả năng của mình. Chứ nếu như mà họ biết cách là liệt kê ra rất rõ những mặt tốt hoặc xấu của vấn đề và họ lựa chọn thì lúc đó chắc chắn người VKI sẽ rất là dễ thành công. Đó. Còn nói về câu chuyện tính cách của VKI, VKI có những cái tính cách bất di bất dịch. Điều đầu tiên là VKI sẽ không thích ai đó đụng vô đồ của mình, bởi vì họ là một người cực kỳ sạch sẽ, họ cực kỳ sạch sẽ, cực kỳ kỹ tính và không thích ai đó làm xáo trộn cái trật tự mà họ đã sắp xếp, không thích ai đó làm xáo trộn những cái nguyên tắc sạch sẽ của họ, họ kỹ lắm. Cho nên thành ra là nếu như mà bạn là một người gọi là đại khái, một người đó là bày hay đi, thì chúng ta nên cẩn trọng khi mà tương tác với VKI để tránh gây sự khó chịu với họ. Thứ hai nữa là họ có một cái sự phân định rất rạch ròi. Các anh chị mình nghĩ là trong tất cả các chủng vân tay mà trong việc kết bạn á, ví dụ như bây giờ VKS là kết bạn là có ai có mục tiêu của tôi mới kết bạn. Auna thì ai nói chuyện với tôi kiểu như không có chủ động nói chuyện thôi, nhưng mà ai nói chuyện với tôi thì tôi sẽ tương tác kiểu vậy. VKE thì kiểu như là ai mà nể thì họ mới nói chuyện, hoặc ai mà họ tin là mới nói chuyện. Còn đối với những người VKI là họ phân chia, họ luôn luôn có cái sự phân bố đấy anh chị, là bạn cấp 1 là bạn cấp 1, bạn cấp 2 là bạn cấp 2, bạn đại học là bạn đại học, bạn thân là bạn thân, bạn đồng nghiệp xã giao bình thường là bình thường. Và với mỗi người họ sẽ có một cái giới hạn nhất định. Bạn không phải là người đó thì bạn không chạm vào được cái giới hạn đó của họ. VKI là vậy. Cho nên tính cách của VKI á, mình họ sẽ rất là dễ thương. Bạn sẽ thấy họ rất dễ thương hay bạn thấy họ rất khó gần, hay bạn thấy họ rất khó chịu là tùy thuộc vào bạn đang ở đâu trong cái tầng mà họ phân. Bạn đã chạm được tới cái tầng tiếp theo của họ hay chưa? Vậy thôi. Đó. Cho nên thành thử ra là những điều đó mình sẽ thấy là ở VKI.